Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã trở lại với kênh của em Dương Ô Tô Lướt nhé. Ngày hôm nay thì em Dương xin gửi tới quý anh chị và các bạn sản phẩm Forerunner XLT số sàn 2 cầu phiên bản 2017. Chiếc xe này thì được bên em thu mua tại Bắc Giang. Chiếc xe thì xe được đăng ký là một chủ từ đầu. Hiện tại thì xe còn rất là mới đấy. Về cái phân khúc bán tải này thì chiếc Forerunner luôn luôn là dẫn đầu phân khúc về cái doanh số bán ra. Hiện tại thì phiên bản XLT này thì là số sàn 2 cầu rất phù hợp với anh chị đi những cái dạng địa hình ví dụ đồi núi hay là mình sử dụng cho công trình chở đồ đạc ở trên phía miền ngược đó, tức là các cái tỉnh vùng núi. Em thấy là con xe này cực kỳ phù hợp. Thứ nhất là số sàn là mình phù hợp cho địa hình là thoáng này, rồi đến hai cầu thì nó rất là khỏe đúng không ạ? Thì di chuyển thì anh chị chở đồ ở trên cái thùng thì chúng ta đi lại rất là tốt rồi. Về chiếc xe này thì về bên em thì bên em cũng đã kiểm tra chất lượng rất là kỹ để anh chị có thể biết được rằng là mỗi một sản phẩm đầu vào bên em thì cũng được kiểm tra tất cả từ gầm bệ, máy móc, rồi đến các chi tiết đèn, còi, xi nhan, các chi tiết điện ở trên xe là đều được bên em kiểm tra rất kỹ. Thế nên là anh chị có thể yên tâm về chất lượng. Và hiện tại thì bản này bên em thì đang chào ra với mức giá bán hiện tại đang giá chào là 635 triệu anh chị nhé. Giá chào rất là hợp lý đấy. Và nếu như mà anh chị thiện chí thì có thể qua trực tiếp bên em. Anh chị có thể nhìn kỹ được giúp em là cái phần lốp này. Xe lốp còn zin theo xe, rất mới. Về bên em cũng chỉ mới rửa qua thôi và kiểm tra lại gầm bệ rồi các thứ. Em mời anh chị vào phía bên trong xe nhé. Đây, hiện tại thì chiếc xe cũng được chủ xe trang bị thêm ghế da rồi đấy. Phần ghế da này thì về bên em cũng không phải làm gì cả. Bình thường thì về chúng em có thể là nếu như mà chủ xe để nguyên bản ghế nỉ thì chúng em có thể rằng là chăm chút lại. Nhưng đây là tất cả chủ xe được trang bị cho chiếc xe của mình rồi. Em cận cảnh hơn nhé, các cái chức năng rồi các tính năng ở trên xe để cho anh chị thấy. Vô lăng cần số còn rất là mới ạ. Anh này thì cũng đi tương đối là ít ạ, không quá nhiều. Hiện tại thì xe này đang chạy xịn là 6,5 vạn anh chị nhé. Chạy chuẩn là 6,5 vạn. Xe còn rất đẹp. Đây, em cận cảnh hơn một chút về ghế. Xe đã được chủ xe làm từ khi mà mới nhận xe về đấy. Anh chị có thể nhìn thấy nó cũng hơi bị xước xước ấy. Cái vết này gọi là khi mà anh chị ngồi trên xe huy quần hay là chỉ móc chìa khóa là nó có thể làm xước. Riêng về Forerunner thì anh chị cũng không phải bàn về cái vấn đề là thời trang cũng như là độ ưa chuộng ở thị trường Việt Nam mình thì nó quá là tốt rồi ạ. Đây là ghế thứ hai anh chị nhé. Em cũng soi để mình có thể thấy rõ hơn. Em bước vào trong xe để em có thể soi từ trên xuống dưới để anh chị nhìn thấy cận cảnh hơn và toàn cảnh cái khoang phía trước. Vô lăng đấy, cần số. Đó. Em soi gần một chút nhé, để anh chị cố gắng nhìn kỹ giúp em với. Dạ. Thực sự là về được những chiếc xe Forerunner bản XLT 2 cầu này về bên em thì gần như là chúng em bán rất là nhanh thôi. Bởi vì thực sự là khách hàng ở các khu vực ngoại thành là thứ nhất. Cái thứ hai là ở các anh chị ở phía miền núi mà đi xuống thì cũng rất thích những dòng xe này. Bởi nó 2 cầu rất khỏe này, còn số sàn nữa, kéo thì vô địch đấy ạ. À.
gần hơn một chút thì chắc là em cũng muốn mời anh chị lên phía trên của xe. Anh chị cũng có thể thấy kiểu dáng của nó rất là ok. Chúng ta không, em nghĩ là nếu như mà trong phân khúc bán tải thì nhắc đến Ford Ranger thì chắc chắn là anh chị rồi đến cả chính bản thân em cũng không phải nói nhiều về cái sự ưa chuộng đối với khách hàng Việt Nam mình với cái dòng xe này, kiểu dáng, thiết kế, mẫu mã rồi độ chắc chắn của xe Mỹ thì thực sự là không thể qua được Ford Ranger. Đó. Em xin lỗi bởi vì cái đoạn này em đi vào hơi nhiều là bởi vì em đang mở cái nắp capo ra để anh chị có thể xem rõ hơn về cái khoang máy của xe. Hiện tại là có mình em tự quay nên là nó hơi vất vả một chút, anh chị thông cảm nhé. Dạ đây, em sẽ soi kỹ hơn về cái phần máy móc. Thật ra là em cũng không phải dọn rửa nhiều, và cái thứ hai là tất cả là những cái này bên em đã cam kết với anh chị tất cả về máy móc rồi gầm bệ rồi, nhưng mà em vẫn muốn soi để anh chị thấy được cái độ mới của cái máy anh chủ xe này anh ấy giữ. Còn lại thì bên em mới chỉ rửa qua thôi, anh chị thấy vẫn còn bụi đúng không ạ? Thực sự thì chiếc xe này cũng không bọn em cũng không phải dọn nhiều. Đây em chắc là em phải đi một lượt để anh chị có thể cận cảnh nhìn rõ hơn. Còn lại nếu như mà về chất xe thì chúng em sẽ cam kết bằng văn bản cụ thể, nếu như anh chị đến tại showroom và có nhu cầu xem xe lái thử và sau đó là đi đến chúng ta thống nhất được và đặt cọc, thì tất cả trên văn bản bên em đều có những cái văn bản cụ thể để khẳng định với anh chị về tính nguyên zin của xe, máy móc rồi gầm vệ, nên là anh chị có thể tuyệt đối yên tâm về cái vấn đề mà xe thủy kích hay là nước thì salon bên em đã làm rất là kỹ về vấn đề này rồi ạ. Và vừa rồi thì em Dương vừa gửi tới anh chị chiếc xe Ford Ranger XLT đời 2017, xe mang biển số là 98 và hiện tại mức giá chào bán bên em là 635 triệu tại cửa hàng. Bên em cam kết về tất cả chất lượng nên anh chị có thể yên tâm. Kính mời anh chị có thể ghé qua cửa hàng bên em để lái thử xe và cũng như là quan sát kỹ hơn về xe, cũng như là trao đổi với em về giá để chúng ta có thể đến một cái mức giá mong muốn để anh chị có thể lấy được xe bên em phù hợp với chất xe. Một lần nữa em Dương xin trân trọng cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh và ủng hộ em Dương. Em xin cảm ơn anh chị nhé.